Và Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Hôm nay tôi về huyện Chương Mỹ đến thăm một cái vườn cây ăn quả, cây bóng mát, cây công trình của anh Vip Quỳnh. Và đây là một cái khu vườn số 2. Cuốn video trước chúng ta đã xem một khu vườn số 1 nằm trên đường quốc đường Hồ Chí Minh hướng Xuân Mai đi vào phía trong thì là ở bên tay phải. Có tên là vườn cây cầu Tây. Cây bóng mát, cây sân vườn và chậu cảnh. Đây là hai số điện thoại để anh em tiện việc giao lưu. Và bây giờ anh em chúng ta cùng nhau vào, chỉ cách mặt đường khoảng độ 20 mét thôi. Đối với những cây mà sử dụng cây bóng mát, cây công trình, những dòng cây ăn quả với cái khổ cây rất lớn thì các bác liên hệ với anh Vip Quỳnh, hai số điện thoại tôi vừa đăng tải lên. Và chúng ta đi đến từ những cây khế này. Cây khế dáng trực, chiều cao cũng vừa tầm vóc vừa đẹp. Các anh đã định hình những cái tay chi và bóng của cây khế rất là tròn rồi. Đây là cây hồng xiêm. Cây khế. Cây khế bóng hay phết đấy. Đường đi của thân có cái những cái điểm rất là hay, những cái gốc khuỷu. Vâng, trước mắt là một cây trứng gà với cái bóng rất cả cao to. Đây chỉ là mặt trước của tòa nhà, còn mặt sau còn dọc theo cái tường bao phía sau còn rất nhiều luôn. Và đây là cây cây hoa dành dành. Một cây dành dành phải nói là cũng có cái tuổi tương đối cao rồi. Chơi những cây dành dành cỡ lớn này.
Vâng, cây dành dành. Ông chủ có nói là có giá khoảng 25 triệu. À, chào Khương Cương Duy. Ôi trời, cái cây thị đẹp quá này. Cái thị cái bể đẹp quá nhỉ. Gốc đẹp. Gốc đẹp quá. Mà đường xoáy của thân cây rất hợp lý luôn. Vừa là không cao, vừa là bay ra. Cây thị này mà anh em alo đến thì giá bao nhiêu anh Quỳnh ơi? Cây thị này à? Vâng. 45 triệu. Vâng, cây thị giá 45 triệu anh em ạ. Cái chậu này giờ đang là chậu vuông vắt góc này giá bao nhiêu, kích thước bao nhiêu nhỉ? Cái chậu vuông này là 1 mét. 1 mét à? Vâng, chậu vuông 1 mét. Rồi, giá 45 triệu. Đây là cây hồng hồng Tết nè. Đúng rồi. Tết nhưng mà rồi nắng quá rơi hết quả. Nắng quá nó rơi hết quả. Kia vẫn còn được vài quả kia. Rồi. Đây là cây mít. Vâng, và đây là cây roi này, còn gọi là cây mận này. Trong miền Tây gọi là cây mận. Roi nhìn dáng cá như vậy. Không, khi nó ổn rồi. Mà cũng chỉ cần chơi thế này, chơi đâu nữa. Đẹp đấy. Cây này cái gốc của nó to thêm một chút nữa thì đẹp. Nè. Yeah. Nhưng càng chơi nó càng lớn. Cây bonsai cây này quá đẹp. Cây roi này tôi thích nhất là cái màu của quả roi chín. Nó đỏ nó hồng, đặt lên thắp hương rằm mùng 1 đẹp lắm. Và đó là cây miền trong gọi là cây mận. Rồi. Cây roi này mà giao lưu thì giá bao nhiêu anh Quỳnh ơi? 15 triệu. Và giá 15 triệu đấy các bác. Rất dễ chơi. Và chúng ta thấy có một cái cây hồng xiêm dáng siêu này. Cây này một thời gian nữa nó ra nhiều lộc lá và tạo bóng ở phía dưới bàn trà đẹp quá. Hay nhỉ, anh vẽ cái bóng cái hồng xiêm nhìn như bức tranh luôn. Và đối xứng với cây hồng xiêm thì chúng ta lại gặp cây mít. Thế mới đẹp. Đấy, bây giờ kết hợp giữa ăn quả và bonsai. Định hình tay cành đẹp quá. Chỉ có chờ đeo quả nặng chịu nữa là xong. Mít này sao lá mít bé đấy nhỉ. Lá rất nhỏ.
Và đây là cây đào. Ui giời, cây đào có cái thân này hay quá, uốn lượn. Vâng, và bây giờ chúng ta di chuyển sang phía sau tòa nhà này. À, chỗ này anh Vip Quỳnh đang tập kết cây về đây. À, không chỉ thế này đâu, anh nói là chỉ khoảng độ đến tháng 10 thôi là dịp cuối năm Bắc Sinh có trở lại thì chỗ này kín luôn này. Đấy. Một cái vườn cây bóng mát, cây ăn quả. À, những cây gọi là cây cao bóng lớn này. Cao phải có những cây phải 5-6 mét này, 8 mét này. Những cây vú sữa này. Và sẽ được đặt kín hết luôn. Tiếp tục đi khai thác đưa về đây. Chỗ này là cái chỗ mà tổng kho đấy. Anh em nhìn thấy có những cái cây chay nhé. Đây là cây chay đang bọc vải thân này. Vì mới đặt vào chắc là còn đang thời gian dưỡng cây. Mấy này mùa này nó đang nắng to. Kể cả cây khỏe người ta vẫn bọc cháy, bị cháy, cháy rộp. Những cây trứng gà. Xa xa kia này có cả cây thị này. Vú sữa này, lộc vừng này. Và một tổng kho đang được hình thành. Và sẽ được đặt kín vào đây thì số lượng cây rất nhiều. Và qua hai số điện thoại tôi đăng tải ở trên cái biển logo quảng cáo thì có thể anh em chúng ta điện đến để tư vấn, đặt hàng, để nhờ vườn cảnh Cầu Tây sẽ tìm cho mình được những cái cây mà theo cái tiêu chí của mình đề ra. Nhiều bóng cây hồng xiêm nhìn rất đẹp, cây khế. Đây là cây khế dáng trực. Rồi, và với thời lượng này Độ Sinh cũng xin kết thúc cuốn video số 2 nói về vườn cây Cầu Tây, chuyên mảng cây công trình, cây bóng mát, cây ăn quả bonsai. Và ngoài đó thì ở cái vườn video số 1 thì còn rất nhiều những cây xanh Nam Điền hoàn thiện cũng như là diện phôi từ lớn cho đến nhỏ. Khi các bạn đã đặt chân đến với vườn cây Cầu Tây thì sẽ được tham quan và lựa chọn. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Đỗ Sinh xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại vườn kênh cây Cầu Tây, xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.